vậy. Do nhân duyên ấy, nên Xá Lợi Phất, Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Phất, bốn niệm xứ chỉ có danh tự, cho đến 18 pháp không chung chỉ có danh tự, hết thảy môn tam muội, hết môn Đà La Ni, cho đến chí nhất thiết chủng cũng như vậy. Do nhân duyên ấy, nên Xá Lợi Phất, tôi nói Bồ Tát chỉ có giả danh. Như Xá Lợi Phất nói, do nhân duyên gì nên nói danh tự ngã rốt giáo không sinh? Xá Lợi Phất, ngã rốt giáo không thể có được, làm sao có sinh? Cho đến kẻ biết kẻ thấy rốt giáo không thể có được, làm sao có sinh? Xá Lợi Phất, sắc rốt giáo không thể có được, làm sao có sinh? Thọ tưởng, hành, thức rốt giáo không thể có được, làm sao có sinh? Mắt rốt giáo không thể có được, cho đến ý và xúc làm nhân duyên sinh thọ rốt giáo không thể có được, làm sao có sinh? Thí ba la mật rốt giáo không thể có được, cho đến bát nhã ba la mật rốt giáo không thể có được, làm sao có sinh? Nội không rốt giáo không thể có được, cho đến vô pháp hữu pháp không, rốt giáo không thể có được, làm sao có sinh? Bốn niệm xứ rốt giáo không thể có được, cho đến 18 pháp không chung rốt giáo không thể có được, làm sao có sinh? Các môn tam muội, các môn Đà La Ni rốt giáo không thể có được, làm sao có sinh? Hành văn cho đến Phật rốt giáo không thể có được, làm sao sinh? Do nhân duyên ấy, nên Xá Lợi Phất, tôi nói như danh tự ngã, ngã cũng rốt giáo không sinh. Luận, hỏi, tâm tâm số pháp vô hình, không thể thấy, nên có thể vô biên, còn sắc có hình, có thể thấy, làm sao vô biên? Đáp, không chỗ nào không có sắc, không thể trù lượng nó xa gần nặng nhẹ được. Như Phật dạy, bốn đại không nơi nào không có, nên gọi là đại, không thể dùng năm thức biết được gì ới hạn của nó, không thể dùng cân đấu lượng nó nhiều ít nặng nhẹ được, nên nói sắc là vô biên. Lại nữa, sắc ấy ở thời quá khứ, lúc sơ thủy không thể có được, trong thời vị lai, không có giới hạn kiếp số nhiều như hằng hà sa, sắc sẽ có cùng tận, nên không có ngần mé sau. Ngần mé đầu, ngần mé sau không có, nên đoạn giữa cũng không có. Lại nữa, ngần mé là tướng của sắc. Sắc ấy bị phân biệt phá tan nên ngần mé không thể có được vì không có bản tướng. Lại nữa, pháp vô vi chẳng sinh chẳng diệt nên vô số vô lượng vô biên, do pháp không quán quán sắc đều không, cùng với hư không và vô vi đồng tướng. Trong vô số vô lượng vô biên cho đến mảy may vi trần cũng không thể có được, huống gì Bồ Tát. Thế nên nói năm uẩn vô biên, Bồ Tát cũng vô biên. Như sắc vô biên, cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy, tùy theo tướng mà phân biệt như trước nói. Năm uẩn ấy vô lượng vô biên vô số, nên không được nói sắc là Bồ Tát. Bốn uẩn kia cũng như vậy. Lại nữa, sắc nếu lìa tâm tâm số pháp thời như cây cỏ ngói đá, làm sao gọi là Bồ Tát? Nếu tâm tâm số pháp lìa sắc thời không có chỗ nương dựa cũng không thể làm được gì, làm sao gọi là Bồ Tát? Lại nữa, 6 ba la mật, 18 không, 37 phẩm, 10 lực cho đến 18 pháp không chung, như, pháp tánh, thật tế, bất khả tư nghì tánh, ba môn giải thoát, môn Đà La Ni, các môn tam muội, nhất thiết trí. Tát bà nhã, đạo trùng trí, trí nhất thiết trùng, ba thừa, người ba thừa, hoặc tu hoặc quán các pháp ấy, gọi là Bồ Tát. Các pháp ấy đều vì tự tướng không nên không, đó là thí ba la mật tướng không cho đến Phật, Phật tướng không. Hết thảy xứ là năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, cho đến trí nhất thiết chủng. Hết thảy chủng là 18 không, ba môn giải thoát, bát nhã ba la mật, quán hoặc thường hoặc vô thường vân vân. Chấm, vào một môn, hai môn, cho đến vô lượng môn vân vân. Chấm, ấy gọi là hết thảy chủng. Nơi xứ và chủng đó tìm cầu Bồ Tát không thể có được. Lại vì nơi tự pháp không có tự pháp, cũng không có tha pháp, như trong đây nói sắc không thể có được trong sắc, không thể có được trong thọ. Thọ không thế được trong thọ, thọ không thể có được trong sắc, cho đến bát nhã ba la mật không thể có được trong bát nhã ba la mật, cho đến giáo hóa không thể có được trong giáo hóa. Chỉ có danh tự, năm uẩn ấy phá hoại tán diệt như hư không không khác. Bồ Tát chỉ có danh tự, như người huyễn hóa, trong danh tự giả lại lập danh tự. Tu Bồ Đề nói với Xá Lợi Phất, không chỉ Bồ Tát là danh tự giả mà năm uẩn cũng đều là danh tự giả, trong danh tự giả tướng danh tự giả không thể có được đều nhập vào đệ nhất nghĩa. Nếu không như vậy, tức chẳng phải Bồ Tát. Lại nữa, 6 ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng, tu hành pháp ấy nên gọi là Bồ Tát.
pháp ấy cũng danh tự giả, Bồ Tát cũng danh tự giả, không, không có gì, các pháp ấy, gượng đặt tên, do nhân duyên hòa hợp nên có cũng không có sự thật đó. Ngã, danh tự rốt ráo không sinh, như phần đầu của phần này đã nói. Trong đó Tu Bồ Đề cũng lấy chúng sinh không và pháp không để phá ngã, nghĩa là ngã rốt ráo không thể có được, cho đến kẻ biết kẻ thấy không thể có được, làm sao có sinh. Năm uẩn rốt ráo không thể có được, làm sao có năm uẩn sinh. Cho đến ý và xúc làm nhân duyên sinh thọ, rốt ráo không thể có được, làm sao có sinh. Sáu ba la mật rốt ráo không thể có được, cho đến các môn Đà La Ni, môn Tam Muội, Thanh Văn, Bích Chi Phật, Phật rốt ráo không thể có được, làm sao có sinh. Nếu pháp trước đã có, vậy sau có thể hỏi nó sinh, pháp thể trước đã không có, làm sao có sinh? Kinh, như Xá Lợi Phất nói, như ngã, các pháp cũng như vậy không có tự tánh. Xá Lợi Phất, các pháp hòa hợp sinh nên không có tự tánh. Xá Lợi Phất, những gì hòa hợp sinh không có tự tánh. Xá Lợi Phất, sắc hòa hợp sinh, không có tự tánh. Thọ tưởng, hành, thức hòa hợp sinh, không có tự tánh, mắt hòa hợp sinh, không có tự tánh, cho đến ý hòa hợp sinh, không có tự tánh. Sắc cho đến pháp, nhãn giới cho đến pháp giới, địa chủng cho đến thức chủng, nhãn xúc cho đến ý xúc, nhãn và xúc làm nhân duyên sinh, thọ cho đến ý và xúc làm nhân duyên sinh, thọ hòa hợp sinh, không có tự tánh. Thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật hòa hợp sinh, không có tự tánh. Bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, hòa hợp sinh, không có tự tánh. Lại nữa, Xá Lợi Phất, hết thảy pháp vô thường cũng chẳng diệt mất. Mất, Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề, những pháp gì vô thường cũng chẳng diệt. Tu Bồ Đề đáp, sắc vô thường cũng chẳng diệt mất. Thọ tưởng, hành, thức vô thường cũng chẳng diệt mất, vì sao? Vì nếu pháp vô thường, tức là tướng động, tức là tướng không. Do nhân duyên ấy, nên Xá Lợi Phất, hết thảy pháp hữu vi vô thường cũng chẳng diệt mất. Hoặc pháp hữu lậu, hoặc pháp vô lậu, hoặc pháp hữu ký, hoặc pháp vô ký, vô thường cũng chẳng diệt mất, vì sao? Vì nếu pháp vô thường, tức là tướng động, tức là tướng không. Do nhân duyên ấy, nên Xá Lợi Phất, hết thảy pháp có tạo tác vô thường cũng chẳng diệt mất. Mất, lại nữa, Xá Lợi Phất, hết thảy pháp chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Mất. Xá Lợi Phất hỏi, những pháp gì chẳng phải thường chẳng phải diệt? Tu Bồ Đề đáp, sắc chẳng phải thường chẳng phải diệt mất, vì sao? Vì tánh nó tự như vậy. Thọ tưởng, hành, thức chẳng phải thường chẳng phải diệt mất, vì sao? Vì tánh nó tự như vậy. Cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh ra chẳng phải thường chẳng phải diệt mất, vì sao? Vì tánh nó tự như vậy. Do nhân duyên ấy, nên Xá Lợi Phất. Các pháp hòa hợp sinh, không có tự tánh. Như Xá Lợi Phất nói, nhân duyên gì nên sắc rốt ráo chẳng sinh, thọ tưởng, hành, thức rốt ráo chẳng sinh. Tu Bồ Đề đáp, sắc chẳng phải pháp tạo tác, thọ tưởng, hành, thức chẳng phải pháp tạo tác, vì sao? Vì tác giả không thể có được. Xá Lợi Phất, mắt chẳng phải pháp tạo tác, vì sao? Vì tác giả không thể có được, cho đến ý cũng như vậy. Danh giới mắt cho đến thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh cũng như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Phất, hết thảy các pháp đều chẳng phải khởi lên, chẳng phải tạo tác, vì sao? Vì tác giả không thể có được. Do nhân duyên ấy, nên Xá Lợi Phất, sắc rốt ráo chẳng sinh, thọ tưởng, hành, thức rốt ráo chẳng sinh. Như Xá Lợi Phất nói, do nhân duyên gì nên rốt ráo chẳng sinh ấy chẳng gọi là sắc. Rốt ráo chẳng sinh ấy chẳng gọi là thọ tưởng, hành, thức. Tu Bồ Đề đáp, sắc tánh không, không ấy không sinh không diệt, không trụ, không khác. Thọ tưởng, hành, thức tánh không, không ấy không sinh, không diệt, không trụ, không khác. Mắt cho đến hết thảy pháp hữu vi tánh không, không ấy không sinh, không diệt, không trụ, không khác. Do nhân duyên ấy, nên Xá Lợi Phất. Rốt ráo chẳng sinh, không gọi là sắc, rốt ráo chẳng sinh, không gọi là thọ tưởng, hành, thức. Như Xá Lợi Phất nói, do nhân duyên gì nên pháp rốt ráo chẳng sinh, nên dạy bát nhã ba la mật ấy ư? Tu Bồ Đề đáp, rốt ráo chẳng sinh tức là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là rốt ráo chẳng sinh. Bát nhã ba la mật và rốt ráo chẳng sinh, không hai không khác, do nhân duyên ấy, nên Xá Lợi Phất, nói rốt ráo chẳng sinh, nên dạy bát nhã ba la mật. Như Xá Lợi Phất nói,
Do nhân duyên gì nên lìa rốt giáo chẳng sinh, thời không có Bồ Tát tu hành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề đáp, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Không thấy rốt giáo chẳng sinh khác với Bát Nhã Ba La Mật, cũng không thấy rốt giáo chẳng sinh khác với Bồ Tát, rốt giáo chẳng sinh và Bồ Tát không hai không khác. Không thấy rốt giáo chẳng sinh khác với sắc, vì sao? Vì rốt giáo chẳng sinh và sắc không hai không khác. Không thấy rốt giáo chẳng sinh khác với thọ tưởng, hành, thức, vì sao? Vì rốt giáo chẳng sinh và thọ tưởng, hành, thức không hai không khác. Cho đến chí nhất thiết trùng cũng như vậy. Do hân duyên ấy, nên Xá Lợi Phất, lìa rốt giáo chẳng sinh thời không có Bồ Tát tu hành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như Xá Lợi Phất nói, do nhân duyên gì nên Bồ Tát nghe nói lời ấy, tâm chẳng chìm đắm, chẳng ưu hối, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, ấy gọi là Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề đáp, Bồ Tát Ma Ha Tát không thấy các pháp có giác chi tưởng, chỉ thấy hết thảy các pháp như mộng, như huyễn, như sóng nắng,